Xin chào toàn thể các bác và các anh em. Ở buổi sáng hôm nay thì em có cài hai chiếc vang số để mà gửi cho các anh em làm dịch vụ. Một chú em Hải Dương có đặt em một chiếc vang số X2 hàng mới chính hãng làm với dịch vụ. Đây là cái chú em ở Hải Dương là có đặt em chiếc vang số X2 hàng mới và cũng làm dịch vụ. Và ngày hôm qua thì em có nhận được một chiếc vang số của hãng DB, mua em là S690 Pro, cũng của một cái bác ở Hải Dương và cũng là làm với tính chất là dịch vụ cưới hỏi. Thì em cũng chia sẻ với anh em như thế này. Khi mà em đã làm cái phần effect khá hay rồi ấy, thì khi về nhà các bác anh em sẽ thay đổi như thế nào ở phần đầu ra để cho nó phù hợp hơn về vấn đề về effect cũng như là vấn đề về âm sắc. Thì chú em này thì đang dùng vang cơ và cũng là lớn tuổi rồi đấy, cũng ngoài 50 rồi. Và cũng đang sử dụng một cái hệ thống loa đẩy mic như thế này để phục vụ bà con ở Hải Dương, thế cho nên rằng là em cũng cần chia sẻ với lại các anh em khi làm dịch vụ, bởi vì dịch vụ thì nó đòi hỏi cái sự tùy biến khi mà chúng ta vào các cái không gian khác nhau, các cái môi trường khác nhau thì chúng ta sẽ tùy biến như nào. Bởi vì làm dịch vụ nó đòi hỏi một cái tiêu chí tốt hơn. Kể cả là cái bác mà gửi cho em chiếc vang số DBS690 Pro này, thế cũng có những cái tiêu chí cao hơn một chút khi phải cạnh tranh với lại những cái người mà đồng nghiệp. Thì đối với lại chiếc vang số DBS690 Pro thì đây là các cái chế độ mà em làm cho cái bác ở Hải Dương này. Bác này có yêu cầu các cái không gian khác nhau, đây là các chế độ làm này, trong đó có cả chế độ FX rời nữa, bởi vì bác này là có sử dụng bản mixer cho nên cũng làm dự phòng một cái chế độ FX rời. Thế còn cái cơ bản là các chế độ gọi trên khiển từ 1 đến 6 này, gọi trên khiển này, trong đó có một chế độ phát biểu, trong đó chế độ số 6 là chế độ phát biểu, có chế độ sáng tiếng, nịnh giọng, ngoài trời, nhiều dì vọt và phát biểu là 6 chế độ đầu này. Còn 7 là dễ hát, tối tiếng và FX rời. Thì bây giờ sẽ thử âm luôn này, và thử luôn ở trên cái loa A-dây nhá, bởi vì bác này là đang sử dụng cái hệ thống loa A-dây. Thì đối với A-dây ấy là nó hơi non về phần bát. Đối với dòng loa A-dây ấy thì nó hơi non về cái âm bát và nó lợi về trung và giải cao, tức là sáng âm. Để em thay đổi quạt, ngồi đây quạt nó cũng ù thôi mà nhiều khi nó gió. Thì đối với dòng A-dây ấy là nó hơi non bát này, lợi về trung trầm, giải trung và cái giải cao. Thế nhưng mà khi chúng ta làm một cái effect có độ mềm độ nhuyễn rồi ấy, thì vẫn dễ sử dụng thôi. Bây giờ sẽ thử cấu hình đầu tiên này. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 4 7 10, 2 3 5 6, 1 2 6. Tiếp đến là một cái chế độ nịnh giọng này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 7 10, 2 3 5 6 9, 1 2 6 9, 1 2 6 9. Để em cho đẩy lớn lên một chút này, đẩy lớn lên một chút để các bạn anh em nghe cho dễ nhé. Cho đẩy lớn lên một chút này. Bây giờ sẽ thử chế độ đầu tiên đi, bởi vì bác này làm dịch vụ thì chắc là bác cũng muốn nghe chất âm như nào. Chế độ đầu tiên này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 7 10, 2 3 5 6 9, 1 2 6 9. Thử 2-3 chế độ đi. Chế độ nịnh giọng này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 7 10, 2 3 5 6 9, 1 2 6 9. Rõ ràng chất âm hôm nay nó khác ngày hôm qua rồi. Các bác hôm qua nghe thấy là nó rất là khó dùng, nó lệch lạc về phần effect. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 7 10, 2 3 5 6, 1 2 6 9. Tiếp đến là một chế độ nhiều dì vọt nữa này. Chế độ số 4 là nhiều dì vọt, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 7 10, 2 3 5 6 9, 1 2 6 9.
một chế độ nữa là chế độ gì vọt này, chế độ số 5 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9. Đấy là chế độ gì vọt là chế độ số 5 này, chế độ số 6 là chế độ phát biểu này. Thì bác này bác ấy muốn xem cả tên các chương trình em làm như thế nào, bởi vì nó có liên quan đến vấn đề gọi trên khiển. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây là 6 chế độ đầu. Thế còn các chế độ về sau, giả dụ chế độ dễ hát, tối tiếng và FX rời. Thế còn bây giờ em sẽ gọi một cái chế độ ra và chia sẻ với lại các bác anh em làm dịch vụ như này này. Cái FX đầu vào ấy thì phải làm hay rồi. Nói thì nói, FX đầu vào phải làm hay rồi. Thế còn về phần đầu ra thì các bác sẽ tùy biến như thế nào? Phần đầu ra thì nó có hai vấn đề. Một là tùy biến về cái FX, và hai nữa là tùy biến về vấn đề âm sắc. Giả dụ như bây giờ các bác muốn mà nó dày tiếng hơn nhé. Bây giờ em đang để ở trên cái dòng DBS 690 Pro. Cắt thấp ở phần mid là 55.7Hz nhé. Đây là cắt thấp. Thế bây giờ các bác anh em muốn cho nó dày mic hơn ấy, thì trước mắt là sẽ giảm xuống này, 50 này. 1, 2, 6. Có hai vấn đề về âm sắc. Một là muốn dày tiếng thì có thể là cắt lui cái cắt thấp, cắt lui cái tần số cắt thấp của cái phần main nhé. Đây là cắt cắt thấp xuống này. Thế còn bây giờ muốn sáng âm này. Thế nhưng trong quá trình mà di chuyển ấy thì các anh em sẽ phải là chọn điểm tần số đấy, chứ không phải là cái việc mà chúng ta đặt đại đi là 70 hay 80 hay trên 100 đâu. Mà cái việc cắt thấp ở cái phần main này là tối kỵ cắt trên 100 nhé. Em chia sẻ luôn là cái phần cắt thấp ở phần main này tối kỵ trên 100. Bây giờ em mới thử là tầm 100 đi. Các bác sẽ nghe cái chất âm nó thế nào. 1, 1, 2, 6. Tức là tối kỵ cắt từ 100 đổ lên, phải cắt dưới 100 nhá. Cái này là theo kinh nghiệm thì em chia sẻ như thế. Mà để 80 thì chắc đã đẹp nhá. 1, 1, 2, 6. Trên các anh em sẽ phải lựa vừa di chuyển và vừa thử mic nhé. 70.2 này. 1, 2, 6. Rõ ràng 70 là đẹp rồi. Các bác muốn sáng âm có thể là cắt lên 70, chứ còn lên 80 chưa chắc đã đẹp nhé. 1, 1, 2, 6. Thế cho nên nó có tầm của nó thôi. Cái cắt thấp này. Cắt thấp là mục đích chúng ta có thể là làm cho dày tiếng hơn, có thể là như vậy là làm cho sáng tiếng lên. Thì chúng ta sẽ phải di chuyển nhé, chúng ta sẽ phải di chuyển, nhưng có tầm của nó, đấy là một vấn đề. Đấy là một vấn đề. Thế còn bây giờ như thế này, là về cái vấn đề mà thay đổi về cái FX nhé. Thì bây giờ là cái đặc tính của cho dì vọt như thế này. Đây là một cái mà em đã phối hợp này. Đây là em đã phối hợp để có một chất âm đẹp nhé. Bây giờ cắt thấp lúc nãy là 55.7, bây giờ sẽ thay đổi này. Giả dụ như bây giờ là cái tỷ lệ này là tỷ lệ gọi chính xác ra để xem nào này. Đấy nhá, gọi chính xác ở phần main này là 55.7 là cắt thấp nhá. Thì lúc nãy thì em chia sẻ về vấn đề mà để cho dày âm và để cho sáng âm nhá. Thế còn về cái này nó có liên quan đến dày âm và sáng âm này. Giả dụ như chúng ta muốn một chất âm nó dày dặn hơn nhá, thì chúng ta có thể giảm echo và tăng dì vọt nhá. Bây giờ ở đây đang là 101 và 40, là một chất âm khá đẹp này. 1, 2, 6. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ thay đổi. Chúng ta sẽ lùi cái echo này xuống. Ở trên dòng DBS 690 cũng như là S690 Pro ấy, thì nó chỉ có một hiệu ứng echo và một hiệu ứng revert nhé. Thì tí nữa em sẽ chia sẻ trên dòng vang số mà có hai hiệu ứng echo và một hiệu ứng revert. Thế còn đây là S690 Pro thì nó chỉ có một echo và một revert. Thì bây giờ như thế này, là lúc nãy là 101 bình thường nhé, em để là 101 là của echo và 40 của dì vọt. Thế bây giờ lại giảm echo xuống còn 100 và tăng dì vọt nhé. 1, 2, 6. Thì rõ ràng rằng chất âm nó không đẹp rồi. Thế bây giờ chúng ta muốn cho chất âm nó dày dặn hơn, có thể là để lên 50 nhé, để là 50. 1, 2, 6. Để cho nó mềm tiếng hơn, dịu tiếng hơn và đỡ đanh tiếng thì chúng ta sẽ tăng dì vọt nhé. Mềm tiếng hơn, dịu tiếng hơn và đỡ đanh tiếng thì chúng ta sẽ tăng dì vọt, giảm echo nhé. 1, 1, 2, 1, 1, 2.
đây là một cái em chia sẻ để cho các anh em trong quá trình sử dụng ấy, vận hành cho tốt. Thế còn bây giờ là sẽ chuyển sang chiếc X12 nhé. Bây giờ sẽ chuyển sang chiếc van số X12 hàng mới mà cũng làm để gửi cho một chú em ở Hải Dương. Bây giờ là X12 hàng mới, các bác sẽ thấy được như này. Đối với lại X12 hàng mới mà làm cho em Hải Dương này nhá, thì cũng đây cũng là các chế độ mà em làm cho em Hải Dương này. Ở trên dòng van số X12 hàng mới mà làm cho em Hải Dương, đây là các chế độ mà làm cho em Hải Dương này. Cũng có chế độ FX rời nhá, chế độ 11 là FX rời này. Cũng có chế độ phát biểu nhá. Chế độ phát biểu là chế độ số 6. Chế độ phát biểu chế độ 6 và chế độ FX rời là chế độ 11 nhá. Thì bây giờ mới gọi một cái chế độ này ra chẳng hạn này. Gọi một chế độ này ra. Bây giờ sẽ gọi chế độ này ra và thử âm. Và đồng thời là chia sẻ về cái vấn đề đầu ra. Chia sẻ các bác anh em vấn đề đầu ra. Bây giờ là chế độ dễ hát này. 1 1 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 4 7 7 2 3 5 6 1 2 6 1 2 6. Đây là đang thử ở trên chiếc X12. Thế thì bây giờ như thế này, cũng lại liên quan đến vấn đề mà cắt thấp cắt cao. Giả dụ như bây giờ chúng ta muốn dày tiếng hơn nhé, thì chúng ta sẽ giảm xuống còn 50, 51 chẳng hạn, 50 này. 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6. Thế là bây giờ chúng ta muốn sáng âm hơn nhá, thì chúng ta lên đi, lên 60 hay là lên 70 này. Lên 70. 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6. Thì rõ ràng nó sáng âm hơn rồi. Hoặc bây giờ chúng ta muốn cho nó dày tiếng này, thì cũng như thế này. Trên dòng số X12 ấy thì nó có hai e cho và hạ và một divert nhá. Thì trong đó có e cho A và e cho B. Thì bây giờ chúng ta lại giảm, bây giờ chúng ta muốn nó mềm tiếng hơn, dịu tiếng hơn và đỡ đánh tiếng, chúng ta sẽ lại giảm cái thằng e cho này xuống nhá. Giảm xuống 100 này, 100 này và tăng divert nhá. Thì trên X12 nó khó hơn ở trên DBS 690 cũng như là 690 Pro ở cái vấn đề là có hai e cho và một divert. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ tăng dần nhá, cái này tăng dần chứ không phải là tăng đại được đâu. Và tức là sẽ giảm e cho A và tăng gì vọt lên nhé. 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2. Với điều kiện là FX đầu vào phải làm thật tốt. Với điều kiện là FX đầu vào phải làm thật tốt nhé. Chứ còn nếu FX đầu vào mà làm không tốt ấy, thì đầu ra chúng ta cũng rất là khó khăn. Rất khó khăn. Thì bây giờ là chúng ta muốn dày tiếng, chúng ta cho lên 50 đi. 50 ở phần gì vọt này. 1 1 2 1 1 2 1 1 2. Thì đây nó cũng là một cái mà trong cái quá trình mà em bán và căn chỉnh vang số cho các anh em ấy, thì là em cũng muốn chia sẻ để cho các anh em khi mà nhận những chiếc vang số mà em căn chỉnh lại hay là em bán cho các anh em ấy, thì các anh em sẽ nắm được cái vấn đề căn chỉnh ở đầu ra thế nào để cho nó có sự tùy biến được tốt nhất, phù hợp nhất, thì các anh em sẽ có một chiếc vang số hay.